Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với bản tin nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel. Mời quý vị theo dõi một số tin chính sau đây. Cảnh sát Ottawa dựng hàng rào trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi các đoàn xe phong tỏa bước vào ngày 21. Vaccine Novavax được cấp phép sử dụng tại Canada. Những điều cần biết khi làm thuế cho năm 2021 của bạn. Một thành phố nhỏ này ở Ontario đang thu hút cư dân từ thành phố Toronto bằng giá nhà rẻ và độ ẩm thấp tổng thống hoa kỳ Joe Biden cảnh báo nguy cơ nga xâm lược là rất cao trong khi tổng thống nga ông putin trục xuất phó đại sứ hoa kỳ quan chức thế vận hội bắc kinh tuyên bố đài loan là một phần của trung quốc và đồng thời gọi những vụ lao động cưỡng bức ở tân cương và dối trá hồng kông cân nhắc việc triển khai xét nghiệm hàng loạt khi cuộc chiến covid trở nên căng thẳng trong khu vực hàng trăm người thử nghiệm beta đã được sử dụng phiên bản đầu tiên của ứng dụng truyền thông xã hội của cựu Tổng thống Donald Trump. Sau đây là phần tin chi tiết. Cảnh sát Ottawa dựng hàng rào trong lúc căng thẳng gia tăng khi các đoàn xe phong tỏa bước sang ngày thứ 21. Mọi con mắt đều đổ dồn vào thủ đô của quốc gia khi thứ năm là đánh dấu ngày thứ 21 bị phong tỏa bởi đoàn xe tự do và khi cảnh sát báo hiệu rằng họ đang chuẩn bị để kết thúc cuộc biểu tình này. Hai chiếc xe buýt đã đưa cảnh sát vào trung tâm của khu vực vào sáng thứ Năm. Điều này xảy ra khi ông Steve Bell, cảnh sát trưởng tạm thời của Sở Cảnh sát Ottawa, nói với các ủy viên hội đồng thành phố vào tối thứ Tư rằng cảnh sát đã sẵn sàng và có kế hoạch để giành lại quyền kiểm soát khu trung tâm. Và ông nói đây sẽ không phải là một sự thay đổi nhanh chóng, việc này sẽ mất thời gian và sẽ cần tới một vài ngày để thực hiện kế hoạch. Ông Bell không cung cấp lịch trình kế hoạch của cảnh sát, nhưng ông đang phải đối mặt với sự xuất hiện của cơn bão mùa đông lớn sắp đổ bộ vào Ottawa từ đêm thứ 5 cho tới sáng thứ sáu. Nhà khí tượng học Anthony Forno của Global News cho biết, thành phố Ottawa dự kiến có từ 20 cho tới 25 cm tuyết và mưa đóng băng. Một số lượng lớn các phương tiện đang đậu trên các tuyến đường chính của thành phố vẫn chưa thể nói được thời tiết sẽ tác động lên các kế hoạch của cảnh sát như thế nào hàng rào đang được dựng lên xung quanh thượng viện và đôi quốc hội và người ta có thể nhìn thấy cảnh sát trong số những người biểu tình khi mưa bắt đầu rơi vào đầu ngày thứ năm. Cảnh sát Ottawa sẵn sàng sử dụng các phương pháp mà người dân ít khi thấy. Cảnh sát trưởng lâm thời Ottawa cho biết các sĩ quan cảnh sát sẽ xử lý những người phản đối chính phủ và các hạn chế COVID-19 trong vài ngày tới. Và đồng thời cảnh sát báo rằng họ sẵn sàng sử dụng các phương pháp mà mọi người không quen nhìn thấy ở thủ đô. Đó là lời hứa mà ông Steve Bell đưa ra với Hội đồng thành phố Ottawa tại một cuộc họp ngày hôm qua sau khi đảm nhận vai trò cảnh sát trưởng tạm thời sau sự tư chức đột ngột của cựu cảnh sát trưởng Peter Lawley. Cảnh sát đã đưa ra thông báo cho những người biểu tình bao vây ở phía bên ngoài của đội quốc hội, cảnh báo rằng đạo luật khẩn cấp sẽ cho họ quyền thu giữ các phương tiện trong cuộc biểu tình và cấm mọi người đi lại trong khu vực nhất định. Đảng bảo thủ và khói Quebec Khoa cho biết họ sẽ không ủng hộ cuộc thảo luận để đưa ra đạo luật khẩn cấp, nhưng lãnh đạo của NDP Jack Missing đã ra hiệu rằng đảng của ông sẽ ủng hộ phe tự do thiểu số và gọi tình hình là một cuộc khủng hoảng cảnh sát của tỉnh quebec đã được triển khai tới ottawa để giúp giải tỏa những người biểu tình tỉnh quebec đang gửi cảnh sát tiếp viện đến thủ đô của canada để giúp giải quyết cuộc chiếm đóng kéo dài đã làm tê liệt trung tâm của thành phố phát ngôn viên của bộ trưởng bộ an ninh công cộng quebec đã xác nhận hôm thứ năm vào sáng thứ năm thì các cảnh sát đã mang theo túi lớn chất đóng lên xe bus màu trắng rơi trụ sở tại montreal để đến ottawa theo các nguồn tin cho biết thì các thành viên của đội can thiệp chiến thuật của cảnh sát Quebec đang làm việc dưới sự chỉ huy của cảnh sát tỉnh Ontario, OPP. Các nguồn tin cho biết cảnh sát Quebec cũng có kế hoạch thành lập một trung tâm chỉ huy ở Cardinal, phía Quebec của sông Ottawa. Nguồn tin cho biết đây là một chiến dịch lớn và ước tính các sĩ quan cảnh sát của tỉnh Quebec được đào tạo để kiểm soát đám đông sẽ được triển khai ở Ottawa nhiều hơn ở thành phố Quebec nơi mà một cuộc biểu tình khác đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này. Trong khi đó, thì các quan chức của thành phố Quebec City hôm qua thông báo thành phố đang trao thêm quyền cho cảnh sát để kiểm soát giao thông, bãi đậu xe và đóng cửa một số trục giao thông chính để đối phó với cuộc biểu tình cuối tuần. Thành phố cũng đã khôi phục lệnh cấm nấu ăn ngoài trời và uống rượu trong công viên và các không gian công cộng khác đám đông người biểu tình đã tập trung ở trước quốc hội Quebec vào cuối tuần trước để thể hiện sự ủng hộ với những người biểu tình ở Ottawa. Cảnh sát thành phố Quebec duy trì sự hiện diện dày đặc và những người biểu tình đã giải tán vào tối Chủ nhật. Vaccine Novavax được cấp phép sử dụng ở Canada Bộ Y tế Canada đã cấp phép cho vaccine COVID-19 Novavax để sử dụng cho người lớn ở Canada theo một thông báo của báo chí từ cơ quan này, thì vaccine Novavax Soviet hai liều cho thấy hiệu quả 90% trong việc bảo vệ những người tham gia thử nghiệm lâm sàng khỏi bệnh COVID-19 có triệu chứng và 100% độ hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng. Canada đã ký một thỏa thuận với Novavax Inc. có trụ sở tại Maryland vào tháng 2 năm 2021 để sản xuất vắc-xin tại một cơ sở ở Montreal sau khi chính phủ liên bang đối mặt với áp lực ngày càng lớn về khả năng sản xuất vắc-xin ở trong nước vốn đặc cản kiệt của Canada. Bộ Y tế Canada đã xem xét vắc-xin Novavax kể từ tháng Giêng năm 2021. Vắc-xin này được phép sử dụng ở Canada cho những người từ 18 tuổi trở lên, theo trang web của Bộ Y tế Canada thì tính an toàn và hiệu quả của vắc xin này ở trẻ em vẫn chưa được chứng minh. Bộ Y tế Canada khuyến cáo nên tiêm hai liều vắc xin cách nhau 21 ngày, nhưng mà quyết định cuối cùng về thời gian tiêm vắc xin là tùy vào từng tỉnh và vùng lãnh thổ. Những điều cần biết về thuế của bạn năm 2021. Mùa thuế đang đến nhanh và đây có thể là một thời điểm khó hiểu và căng thẳng đối với một số người Canada, sau đây là một số lời khuyên từ ba chuyên gia thuế của Canada. Ngày quan trọng nhất cần chú ý là ngày 1 tháng 3 là hạn chót để tính các khoản đóng góp cho kế hoạch tiết kiệm hưu trí RRSP cho mùa thuế này. Jose Capro, là người phát ngôn của H&R Block, nói rằng không có quy tắc vàng nào về số tiền mà người Canada nên đóng góp để tối đa hóa tiền khai thuế của họ, nhưng các chuyên gia thuế có thể tính toán trước nếu bạn chuẩn bị đủ sớm. Cô nói tất cả phụ thuộc vào thu nhập của bạn và những khoản khấu trừ nào mà bạn có. Tôi luôn cho mọi người biết nếu bạn nhận được thi phò trước thì hãy gửi nó cho tôi. Tôi sẽ làm một mô phỏng. Tôi sẽ nhập thi phò của bạn và tôi sẽ cung cấp cho bạn những ví dụ về số tiền tốt nhất trong tình huống của bạn để bạn có được khoản hoàn trả tốt nhất có thể. Ngày quan trọng thứ hai theo truyền thống là ngày 30 tháng 4 là hạn chót để bạn nộp thuế nếu bạn nợ tiền thuế nhưng vì hạn chót là ngày thứ bảy nên người Canada sẽ không phải nộp cho đến ngày làm việc tiếp theo, đó là ngày 2 tháng 5. Nếu bạn là làm việc tự do hay là self-employed thì bạn có thời hạn tới ngày 15 tháng 6 để khai thuế, nhưng mà nếu bạn nợ thuế thì bạn vẫn phải trả trước ngày 2 tháng 5. Michael Espinosa, một quản lý cấp cao của Grant Thornton, nói rằng nếu bạn là một trong số những người Canada sử dụng Canada Recover Sickness Benefit, hoặc là Canada Recover Caregiving Benefit hoặc là Canada Worker Lockdown Benefit thì chúng cần được tính vào thu nhập chịu thuế của bạn. Tuy thuộc vào loại phúc lợi mà bạn có thể đã nhận được, bạn cũng có thể nhận được một phiếu T4A hoặc là T4B từ cơ quan doanh thu Canada để nêu rõ số tiền mà bạn đã nhận được và những số tiền này phải chịu thuế. Vì vậy thì chúng cần được báo cáo. Ngoài ra thì khoản trợ cấp 400 đô la làm việc tại nhà từ năm ngoái đã được tăng lên 500 đô la vì lợi ích của năm 2020, chỉ thực sự bắt đầu vào tháng 3 năm 2020 so với cả năm vào thời điểm này. Nếu bạn đã làm việc tại nhà vào năm 2021 và đã chi hơn 500 đô la chi phí văn phòng tại nhà thì bạn có thể yêu cầu sếp của bạn điền vào biểu mẫu T2200 hoặc T2200S cho phép bạn khai số tiền thực tế mà bạn đã trả cho chi phí văn phòng tại nhà miễn là bạn có tài liệu để chứng minh điều đó ngoài văn phòng phẩm thì cô cobra cho biết các nhân viên hiện có thể yêu cầu thiết bị bảo vệ cá nhân ppe nếu họ cần cho công việc miễn là bạn có biên lai bạn có thể khai khoản đó nhưng nếu bạn chỉ khai ppe thì đó không phải là một khoản khấu trừ quá lớn vì vậy bạn sẽ muốn thêm vào tiền thuê nhà tiền điện, hóa đơn điện thoại và bất kỳ loại vật dụng nào bạn cần mua để làm việc tại nhà. Sunny Waterman là giám đốc điều hành của công ty cố vấn thuế cá nhân ở Toronto cho biết, phần lớn những người thuê nhà sẽ thấy lợi ích khi sử dụng form này, trong khi những người có nhà sẽ có lợi hơn khi nhận khoản khấu trừ 500 đô la. Một thành phố nhỏ này ở Ontario đang thu hút cư dân từ thành phố Toronto bằng cách nhà giá rẻ và độ ẩm thấp. Hãy tưởng tượng những cư dân mệt mỏi của trung tâm thành phố Toronto bước ra khỏi ngôi nhà 4 phòng ngủ với giá chưa tới 200.000 đô la để tới một nơi mà tóc của bạn có thể không bị sơ rối trong hơn 5 phút vào tháng 6, tháng 7 hoặc là tháng 8. Một nơi như vậy thật ra tồn tại ở Bắc Ontario theo công ty phát triển kinh tế của nơi này nơi có tên là Timmins. Thành phố Timmins ở Ontario có dân số 41.145 người, theo điều tra dân số của năm 2021. Giống như Smooth Rock Falls, Owen Sound, London và một số cộng đồng Ontario khác, Timmins đang cố gắng thu hút người lao động Toronto tránh xa cuộc sống đô thị chật chội, đắt đỏ của họ để chuyển sang đông cỏ xanh hơn và rẻ hơn đáng kể. Tuần này các quan chức đã công bố một trang web mới move to timmins.ca nhằm thu hút nhiều người tới sống và làm việc tại thành phố đông bắc Ontario. Trang web chỉ là một phần của chiến dịch tiếp thị sắp tới nhằm vào các chuyên gia trẻ tuổi và xoay quanh ý tưởng rằng sống ở timmins cho bạn nhiều thời gian bên cạnh gia đình và bạn bè trong một thông cáo do tổng công ty phát triển kinh tế timmins đã viết chi phí sinh hoạt thấp hơn và thu nhập khả dụng cao hơn đồng nghĩa với việc phát triển nhanh hơn và tận hưởng cuộc sống của bản thân. Chi phí nhà ở tại đây thấp hơn hầu hết các thành phố trong tỉnh Ontario, đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt của bạn được giảm xuống. Trang web tự hào có nhiều cơ hội làm việc trong các ngành khai thác mỏ, lâm nghiệp, bán lẻ, y tế, dịch vụ xã hội, quản trị và các ngành công nghiệp khác cũng như mạng lưới không gian giải trí ngoài trời rộng lớn, bao gồm khu nghỉ mát trượt tuyết, một số sân golf, 55% đường mòn và nhiều công viên cấp tỉnh. Với những video quay bằng drone tuyệt đẹp được giới thiệu trên trang web, Timmins trông giống như nơi tuyệt vời để sống cho những người không muốn đi lại xa. Đó là nếu họ có thể chịu được việc sống xa người thân 7 tiếng lái xe về phía bắc Toronto. Ngoài ra thì có vài chuyến bay giữa Timmins và Toronto hàng ngày. Theo TEDC, giá trung bình của một ngôi nhà biệt lập dành cho một gia đình, tức là Single Family Detached, trong quý cuối cùng của năm 2020 chỉ là 172.500 đô la. Giá trung bình của một ngôi nhà biệt lập dành cho một gia đình ở Toronto vào cuối thời điểm đó là 1.475.758 đô la trong khi tình hình nhà ở đã đẩy những người trẻ tuổi ở Toronto rời thành phố trong nhiều năm nay. Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh sự ra đi của những cư dân thành phố nhờ việc áp dụng rộng rãi lối sống và làm việc tại nhà. Ngay cả những người yêu cuộc sống đô thị nhất cũng bắt đầu cân nhắc việc rời khỏi Toronto khi đại dịch kéo dài và giá nhà tăng lên tận mây xanh mà không có dấu hiệu chậm lại. Thì mình có thể là điểm đến của họ hoặc không? nhưng thành phố này có một đặc điểm đáng nói khác ngoài việc làm và giá nhà thấp hơn. Vì Timmins không nằm gần bất kỳ vùng nước lớn nào. Do vậy mà thành phố này không chịu sự ảnh hưởng về điều kiện độ ẩm khắc nghiệt như có thể cảm nhận được ở các thành phố lớn khác. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ Nga xâm lược rất cao, trong khi Tổng thống Putin trục xuất phó đại sứ Mỹ. Quan chức Thế vận hội Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần của Trung Quốc và đồng thời gọi những lao động cưỡng bức ở Tung Cương là dối trá. Hạ viện Florida thông qua luật cấm phá thai sau 15 tuần và gửi dự luật lên thượng viện amazon chấp nhận thẻ tín dụng visa trong thỏa thuận đình chiến toàn cầu về phí hồng kông cân nhắc việc triển khai xét nghiệm hàng loạt khi cuộc chiến chống covid trở nên căng thẳng trong khu vực hàng trăm người thử nghiệm beta đã được sử dụng phiên bản đầu tiên của ứng dụng truyền thông xã hội của cựu tổng thống trump giới thể thao bày tỏ sự thương xót khi chứng kiến hình ảnh camilla valiva bật khóc trong phần thi cuối cùng. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden cảnh báo nguy cơ Nga xâm lược rất cao, trong khi tổng thống Putin trục xuất phó đại sứ của Hoa Kỳ. Tổng thống của Hoa Kỳ ông Joe Biden hôm thứ năm cho biết nguy cơ mà Nga tiếp tục xâm lược Ukraine là rất cao khi mà căng thẳng giữa Moscow và phương Tây tiếp tục tăng cao do việc tăng cường quân đội Nga ở biên giới phía đông của Ukraine phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng khi chuẩn bị lên tàu Marine One, ông Biden cho biết tuyên bố của Nga về việc bắt đầu rút quân khỏi biên giới Ukraine là sai sự thật. Và ông nói thêm, Hoa Kỳ có lý do để tin rằng Nga đang tham gia vào một hoạt động treo cờ giả false flag để có cớ xâm nhập vào Ukraine. Cả Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Anh Lee Truss cũng đã coi cuộc tấn công bằng hóa lực của Nga là một hoạt động treo cờ giả nhằm tạo cớ cho Moscow đưa quân vào Ukraine. Bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra ngay sau khi chính phủ Nga đã trục xuất phó đại sứ của Mỹ là Bartho Gorman và đưa ra thêm yêu cầu rằng Mỹ phải triển khai quân đội và hỗ trợ Kiev như một điều kiện tiên quyết để chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với tờ The Independent rằng việc trục xuất ông Gorman là vô cớ và đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đang xem xét phản ứng của họ đối với vấn đề mà họ gọi là một bước leo thang. Phó đại sứ Hoa Kỳ Gorman đã bị yêu cầu rời khỏi Nga khi Moscow gửi công hàm tới Hoa Kỳ để nêu rõ các yêu cầu nhằm đáp lại các đề xuất an ninh từ Washington. Theo hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đưa tin, Moscow đang yêu cầu Hoa Kỳ ngừng mọi hoạt động giao vũ khí cho Ukraine, loại bỏ các vũ khí phòng thủ đã cung cấp cho các lực lượng Ukraine và đồng thời thúc đẩy Kiev tuân theo các điều khoản của thỏa thuận Minsk. Moscow cũng đang yêu cầu Hoa Kỳ hãy rút toàn bộ lực lượng khỏi Trung và Đông Âu. Quan chức Thế vận hội Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần của Trung Quốc và đồng thời gọi những vụ lao động cưỡng bức ở Tân Cương là dối trá trong bối cảnh hoa kỳ anh và các quốc gia phương tây đang tẩy chay thế vận hội mùa đông về hồ sơ nhân quyền của trung quốc thì ủy ban olympic quốc tế gọi tắt là ioc đã cố gắng ngăn cản chính trị khỏi thế vận hội bắc kinh tuy nhiên trong hôm thứ năm thì chính trị đã bước vào thế vận hội khi một quan chức của thế vận hội bắc kinh đã bình luận về đài loan và tân cương và đồng thời tuyên bố chỉ có một trung quốc Ban đầu thì người phát ngôn của Ủy ban Olympic Quốc tế tức là IOC, ông Mark Adams đã đưa khỏi một câu hỏi trong cuộc họp báo hàng ngày về sự hiện diện của Đài Loan tại lễ bế mạc vào ngày Chúa Nhật. Sau khi ông Adam đưa ra những lời bình luận của mình, thì người phát ngôn của Thế vận hội Bắc Kinh, Yen Jirong, cho biết chỉ có một Trung Quốc. Sau đó, bà Yen lại nhất quyết muốn đưa ra tuyên bố về Tân Cương khi một phóng viên đặt câu hỏi cho IOC về chất liệu từ vùng Tân Cương của Trung Quốc được sử dụng trong quần áo. Bà Yen nói, cái gọi là lao động cưỡng bức ở Tân Cương là dối trá do các nhóm cố ý ngụy tạo. Trước đó, thì các nhóm nhân quyền đã cáo buộc một số công ty dệt may lấy nguồn nguyên liệu từ Tân Cương phớt lờ những hành vi lạm dụng của người duy ngu nhĩ trong khu vực. Trung Quốc đã phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng và tiếp tục bác bỏ các cáo buộc rằng họ đang điều hành một mạng lưới các trại lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Hạ viện Florida thông qua lệnh cấm phá thai sau 15 tuần và gửi dự luật lên Thượng viện. Hạ viện Florida đã thông qua dự luật cấm phá thai sau 15 tuần mang thai vào cuối ngày thứ Tư, một biện pháp mà một số bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo đang thúc đẩy trong khi tòa án tối cao Hoa Kỳ đang cân nhắc tính hợp hiến của các giới hạn đó. Sự chấp thuận trên một cuộc bỏ phiếu với 78 phiếu thuận và 39 phiếu chống đã được gửi lên Thượng viện đọc và dự kiến sẽ thông qua trong tương lai gần. Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa trên khắp nước Mỹ đã đưa ra các dự luật phản ánh lệnh cấm phá thai 15 tuần do Mississippi ban hành vào năm 2018 và hiện đang được Tòa án tối cao xem xét kháng cáo Thượng viện Arizona và Hạ viện Tây Virginia đã thông qua lệnh cấm phá thai 15 tuần tương tự vào thứ ba. Dự luật của Florida sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 nếu được thông qua và ban hành. Amazon chấp nhận thẻ tín dụng Visa trong thỏa thuận đình chiến toàn cầu về phí. Công ty Amazon đã đồng ý chấp nhận thẻ Visa trên mạng lưới toàn cầu của mình một động thái giải quyết tranh chấp có thể trở thành mối đe dọa làm gián đoạn thanh toán thương mại điện tử và dán một đoàn vào xử lý thanh toán của trụ sở tại Hoa Kỳ. Chi tiết của thỏa thuận không được tiết lộ, không bên nào cho biết có khoản phí nào được tính trong tương lai. Thỏa thuận được công bố hôm thứ Năm có nghĩa là khách hàng của Amazon có thể tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng Visa tại các cửa hàng của hãng về phía Visa, họ cho biết họ rất vui khi đã đạt được một thỏa thuận toàn cầu và rộng rãi với Amazon. Thỏa thuận này bao gồm việc chấp nhận Visa tại tất cả các cửa hàng và trang web của Amazon hiện nay, cũng như cam kết hợp tác chung về sáng kiến công nghệ và sản phẩm mới, người phát ngôn của Visa cho biết trong một email. Theo thống kê của cả khổng lồ thanh toán WorldPlay, thẻ tín dụng chiếm một phần ba chi phí thương mại điện tử ở Bắc Mỹ vào năm 2020 nhưng các tùy chọn thanh toán di động như là Venmo và các kế hoạch tài trợ mua ngay trả sau Buy Now Pay Later, viết tắt là BNPL, đang dần chiếm ưu thế. Trong khi các khoản thanh toán thay thế đã phát triển trong nhiều năm, đại dịch đã khiến cho nhu cầu sử dụng ứng dụng thẻ tín dụng giảm và thúc đẩy sự phổ biến của hình thức BNPL. Hồng Kông cân nhắc việc triển khai xét nghiệm hàng loạt khi cuộc chiến COVID trở nên căng thẳng trong khu vực. Cuộc chiến coronavirus ở Hồng Kông đang trở nên ngày càng căng thẳng khi các nhà chức trách báo cáo rằng các ca nhiễm mới đã nhân lên 60 lần trong tháng này. Các bệnh viện ở Hồng Kông đã quá tải và một số bệnh nhân bao gồm cả người già phải nằm trên giường ở phía bên ngoài trời lạnh đôi khi có mưa. Những hình ảnh gây sốc đó đã thúc ép chính quyền khu vực phải đứng ra nhận lỗi. Trường học phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và hầu hết các địa điểm công cộng đều đóng cửa và nhiều nhân viên văn phòng đang làm việc tại nhà. Nhưng nhiều cư dân hiện đang mệt mỏi với những hạn chế khắc nghiệt được áp đặt để bảo vệ khỏi đại dịch. Ngay cả khi hầu hết các thành phố lớn khác trên thế giới đều thích nghi với việc sống chung với virus. Các cơ quan y tế đã báo cáo một kỷ lục là 6.111 ca được xác nhận vào ngày thứ Năm tăng từ 4.285 ca vào ngày hôm trước, với thêm 6.300 ca dương tính sơ bộ. Điều đó đưa tổng số ca COVID ở Hồng Kông lên tới hơn 16.600 ca kể từ tháng 1. Có 24 trường hợp tử vong mới. Lãnh đạo Carrie Lam trong tuần này cho biết Hồng Kông không thể đầu hàng trước virus và bà Karelam sau đó đã nói trước các phóng viên rằng việc xét nghiệm virus trên toàn khu vực là một kế hoạch mà chúng tôi đang xem xét ngay bây giờ. Truyền thông địa phương trích dẫn lời của bà Karelam nói rằng 300.000 đợt xét nghiệm có thể được tiến hành hàng ngày vào cuối tháng này. Trong khi đó, thì một số báo địa phương truyền thông trích dẫn các nguồn không xác định cho biết chính phủ hiện có kế hoạch xét nghiệm lên tới 1 triệu người mỗi ngày từ ngày thứ ba những người không tuân thủ sẽ bị phạt 10.000 đô la Hồng Kông. Hồng Kông đã ghi nhận khoảng 35.000 ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu và hơn 250 ca tử vong, ít hơn nhiều so với các thành phố lớn có quy mô tương tự khác. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng số ca mắc hàng ngày có thể lên tới 28.000 ca vào cuối tháng 3 trong bối cảnh lo ngại về mức độ do dự tiêm vaccine cao ở người cao tuổi. hàng trăm người thử nghiệm beta đã được sử dụng phiên bản đầu tiên của ứng dụng truyền thông xã hội của cựu tổng thống Donald Trump. Khoảng 500 người thử nghiệm beta. Đó là quá trình thử nghiệm một phần mềm chưa được phát hành với một phần khán giả dự định của nó đã bắt đầu sử dụng mạng xã hội mới của cựu tổng thống Donald Trump trước thời điểm ra mắt dự kiến, theo một báo cáo từ Reuters. Liz Willis là phóng viên và phó chủ tịch hoạt động của Right Side Podcasting Network, nói với hãng thông tấn rằng cô ấy đã nhận được một email vào hôm thứ Ba viết rằng thì Media Tech LLC đã mời bạn thử nghiệm True Social. Theo Willis, cô ấy đã có thể tải xuống ứng dụng và một số người dùng cũng đã tải đăng lên nền tảng này trong 24 giờ qua. Theo Reuters báo cáo thì cựu tổng thống Donald Trump chỉ có hơn 300 người theo dõi trên Truth Social cho đến nay ông Trump sở hữu hơn 88 triệu người theo dõi Twitter trước khi ông bị cấm vĩnh viễn khỏi nền tảng này và các mạng xã hội khác. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, thì ông Trump đã công bố phát triển một mạng xã hội của mình có tên là Truth Social. Nền tảng này dự kiến sẽ ra mắt hoàn toàn vào tháng 3. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông đã tạo ra True Social để đẩy lùi tính chuyên chế của Big Tech. Giới thể thao bày tỏ sự thương xót khi chứng kiến Camila Valiva bật khóc trong phần thi cuối cùng. Giữa một loạt tranh cãi, Camila Valiva đã rời sân băng Thế vận hội Bắc Kinh lần cuối trong nước mắt khi cô giành được huy chương trong phần thi trượt băng tự do đơn nữ hôm thứ Năm. Valiva đã vật lộn với mang trình diễn cuối cùng của mình trong Thế vận hội này và cô đã bị ngã hai lần khi cô cố gắng thực hiện sở trường 4 phút mang tính kỹ thuật cao của mình. Trên khán đài những tiếng reo hò và vỗ tay vang dội đã chào đón sự xuất hiện của Valiva trên sân băng. Và những người hâm mộ đã hô vang tên của Valiva sau cú vấp ngã của cô. Cô gái trẻ 15 tuổi đã bật khóc nức nở sau phần trình diễn của mình. Kết quả là Valiva đã xếp ở vị trí thứ tư. Ủy ban Olympic Nga giành huy chương vàng và bạc với vận động viên Anna Sabakova và Alexandra Trusova trong khi Sakamoto Kawari của Nhật Bản giành được huy chương đồng. Song không có ai có thể trách Valiva khi cô thi đấu với một trạng thái tinh thần yếu ớt. Valiva tạm thời được phép thi đấu ở nội dung đơn nữ sau khi cô xét nghiệm dương tính với chất cấm vào tháng 12. Một vụ bê bối khiến cho nữ vận động viên trẻ tuổi người Nga trở nên tâm điểm chú ý của tất cả những lý do sai trái. Tòa án trọng tài thể thao tuyên bố rằng việc không cho phép Valiva tiếp tục thi đấu ở Trung Quốc sẽ gây ra tổn hại không thể bù đắp được. Khi ở tuổi vị thành niên, vận động viên trượt băng này là người được bảo vệ theo bộ luật chống doping thế giới. Ủy ban Olympic Quốc tế ICO sau đó đã thông báo rằng Thế vận hội sẽ không tổ chức lễ trao huy chương cho sự kiện của đội trượt băng nghệ thuật hoặc bất kỳ buổi lễ nào khác có Valiva trên bục nhận huy chương kể cả khi Valiva đã giúp đội Olympic Nga giành huy chương vàng. Sau những đồn đoán về việc Valiva đã bị ảnh hưởng như thế nào với toàn bộ thử thách mà cô phải đối mặt, một số người hâm mộ trực ban nghệ thuật và các chuyên gia đang đặt câu hỏi về việc liệu để cô ấy thi đấu có gây hại nhiều hơn lợi hay không. Công bằng mà nói, Valiva khi mới 15 tuổi đã bị đặt vào tình thế bất khả thi. Nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng vấn đề chính yếu vẫn nên xoay quanh vấn đề sức khỏe tinh thần của Valiva vào thời điểm hiện tại, kể cả trong tương lai. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Nếu quý vị yêu thích chương trình này thì mời quý vị bấm like và phản hồi và share để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Và mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Tuấn Liêm xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi chú ý của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.